chào tất cả mọi người. Mình đang có mặt tại Quy Tee Shop, địa chỉ tại 161 Đinh Tiên Hoàng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi shopping xem tại đây có những mặt hàng hot hit nào như là đồn không nha. Miền Bắc như thế này, chị em mình không thể bỏ qua những set dạ ép lông thỏ cực kỳ ấm áp, sang trọng và tinh tế. Giá trị từ 700 đến dưới 2 triệu đồng một chiếc. Tiếp đến là set măng tô kaki hàng Quảng Châu cao cấp, là lựa chọn tuyệt vời với thời tiết hiện tại cho các chị em nha. Các chị em có thể kết hợp hộ em một chiếc áo giữ nhiệt bên trong hoặc là một chiếc váy body, trông rất là trẻ trung, năng động lại còn thời trang nữa. Giá chỉ từ 700 nghìn trở xuống một chiếc. Mùa đông chị em mình không thể bỏ qua được những mã áo phao lung vũ hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 như em đang cầm trên tay đâu ạ. Bất chấp gió lạnh cho các chị em luôn nha. Bên cạnh đó là những chiếc blazer với màu sắc rất là basic cho các chị em có thể mix đồ vừa đi làm và đi chơi ạ. Giá chỉ dao động từ 350 đến 400 nghìn một chiếc thôi ạ. Ngay dưới kệ là những mẫu áo len vô cùng đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã cho các chị em nha. Chỉ từ 200 nghìn các chị em có thể dinh cho mình một chiếc áo siêu xinh rồi ạ. Áo sơ mi và quần baggy vải là những set đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của các chị em công sở đúng không ạ? Những mẫu váy thiết kế sang trọng và lịch sự dành cho các chị em đi tiệc và đi chơi đã được shop Quy Tee treo lên kệ rồi ạ. Các chị em hãy đến shop và dinh cho mình những chiếc váy thật là xinh đẹp nha. Quy Tee Shop cam kết tất cả các mặt hàng đều là hàng Quảng Châu cao cấp loại 1, nên các chị em yên tâm đến và shopping nha. Bên cạnh đó, Quy Tee Shop còn rất nhiều những mặt hàng như quần legging, áo giữ nhiệt, chân váy, áo khoác dành cho các chị em đến và mua sắm lựa chọn nha. Từ 8 giờ sáng đến 22 giờ tối. Xin chào tất cả mọi người.